Các bạn thân mến, hôm nay mình hướng dẫn các bạn sửa cái lo kéo xách tay nha các bạn. Cái lo này của những người dã ngoại, người ta đi đây đi đó người ta hay xách theo các bạn ha, nó rất là tiện lợi. Lo này của một người khách, họ nhờ mình sửa hộ nha các bạn. Cái hiện tượng của lo đó là dùng điện vẫn bình thường các bạn. Đó, mình dùng cắm điện vô thì mình sử dụng bình thường các bạn ha. Đây, mình cắm điện vô mình khởi động nó lên hát bình thường nha các bạn. Bluetooth mode. Rồi khi mình không dùng điện á các bạn thì nó dùng được một tí là nó hết pin nha các bạn. Yêu cầu của người khách là nhờ mình thay hộ pin các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ ốc qua sau lưng này ra các bạn, với lại ốc ở trên cái mặt máy này các bạn ha. Ở cái mặt trên của máy các bạn nó dùng cái ốc hình lục giác nha các bạn. Mình không có vít lục giác thì mình dùng con vít dẹp các bạn, mình canh nó ngay vào cái cạnh của nó, mình vặn nó vẫn được các bạn ha. Đó, đây này các bạn, đây là con ốc lục giác ha, nó chỉ có mấy con mặt trước thôi các bạn. Đó, mình tọt cái vít dẹp vô mình vặn vẫn được ha. Chắc nó sợ ở nhà người ta gỡ ra người ta phá các bạn, cho nên nó gắn ốc lục giác cho người ta khó mở các bạn ha. Còn mấy cái ốc khác thì nó lại gắn ốc ba ke nha các bạn. Ở sau lưng nó dùng ốc ba ke các bạn ha, nhưng mà lỗ nhỏ các bạn. Ở phía sau lưng các bạn nó dùng ốc ba ke nhưng mà cái lỗ ốc nó nhỏ các bạn. Mà con tà vò đó các bạn, nó làm ổ trong đó đặt nghẹt luôn các bạn ơi. Đất không các bạn. Mình phải thọc cho cái đất nó ra hết các bạn. Các bạn lưu ý là phải lột hai cái miếng keo ở dưới đế này nữa nè các bạn, mình mới mở ra được nha. Rồi mình mở máy ra nè các bạn, thì ở trong máy thì nó cũng như những cái loa Bluetooth khác thôi các bạn. Đó, thì nó cũng gồm có cái loa này cũng bự các bạn ha, loa nhìn thấy nó cũng bự đấy, cũng chất lượng các bạn. Nhưng mà mình thấy lạ cái là cái loa bự như vậy nhưng mà cái cục pin sao có nhỏ quá các bạn. Nó có hai cục pin nối tiếp nhau nha các bạn. Cục pin này là 3.7 nè các bạn, 3.7, 3.8 gì đó. Là hai cục nối tiếp nhau nha các bạn, nó xài là 7 vôn mấy các bạn. Mà mình thấy cái loa bự như vậy mà nó ráp cục pin nhỏ xíu các bạn ha. Mình nghĩ là nó phải ráp một cái bình bình khô vuông vuông các bạn. Máy này thì một người khách yêu cầu mình là thay pin giùm họ nha các bạn. Pin nó dán keo cứng nhắc rồi các bạn ha. Rồi giờ mình tháo cái chắc cắm pin vào mặt này các bạn. Đó, mình tháo nó ra để mình dễ tháo cái pin ra hơn các bạn ha, nó không vướng vào cái mặt. Pin này nó phải dán keo nha các bạn, nên mình dùng cái vít dẹp hoặc là cái mũi dao, cái mũi nhọn nữa các bạn, mình cạy nó ra nha. Rồi mình đã tháo cục pin ra rồi này các bạn. Đây, thông số nó ghi trên đây nè các bạn ha. À, 7V4 nha các bạn. Đó là hai cục pin 3V8 nó nối lại với nhau các bạn ha. Mình dùng đồng hồ mình đo thì nó cũng còn đúng vôn các bạn. Tại vì nó còn hát mà các bạn, nó chỉ mong hát thôi ha. À, mình cũng không nghĩ là cái loa bự như vậy mà nó gắn hai cục pin nhỏ quá các bạn. Đây này các bạn, pin mới mình đã mua rồi ha. Mình thấy pin này nó còn không có mắc mấy các bạn, nên mình mua hai cục luôn các bạn. Đó, mình sẽ nối hai cục này song song với nhau. Nó cũng là 7V4 đó các bạn, nhưng mà nó sẽ tăng đôi ampere các bạn ha.
thì thời lượng sử dụng nó sẽ dài hơn. Kích cỡ thì nó cũng bằng y nhau các bạn ha. Rồi cái đầu cáp cắm này các bạn, nó cũng y nhau luôn. Đó, đúng cộng trừ luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình lấy một cục mình gắn vào cái chỗ cũ các bạn ha. Đó, chỗ cũ thì nó cũng cắm y cái rắc cắm của nó cũng y chang vậy luôn các bạn. Bluetooth Rồi mình gắn pin vào thì nó chạy rồi đó các bạn ha. Bây giờ mình sẽ chế hai cục luôn các bạn. Mình sẽ tìm chỗ để mình gắn thêm một cục nữa các bạn ha. Rồi mình sẽ gắn cái cục thứ hai này vào sát cái cục này luôn các bạn. Mà mình để nó nằm xuống dưới này nè các bạn ha. Đó, mình nối dây qua dây. Chứ nếu các bạn để đứng thì cái nắp đậy vô nó cấn nha các bạn. Rồi bây giờ mình cắt cái đầu dây này các bạn, cắt từng dây ra nha, các bạn cắt hai dây một lượt nó chập pin đó nha các bạn. Đó, mình tuốt cái đầu ra để mình hàn vào cái bên cục pin kia các bạn ha. Bên này mình dùng cái mỏ hàn nóng đó các bạn. Đó, mình chấm vào thì cái nhựa nó chảy ra, nó sẽ ló dây đồng ra các bạn ha. Đó, cái dây đỏ mình đã làm rồi các bạn, cái dây đen cũng vậy ha. Đó, mình chấm hai đầu nó khúc trên khúc dưới các bạn, rồi mình dùng tay mình bóc nó ra đó các bạn. Nhựa mà nó rất là dễ chảy ha. Đó, nó ló cái dây đồng ra rồi mình mới xi chì vô mình hàn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xi chì lên mấy cái chỗ đầu dây điện này các bạn. Các bạn lưu ý là khi trước khi hàn các bạn phải xi chì như vậy thì chúc các bạn hàn nó dính chắc hơn và nó nhanh hơn các bạn ha. Nếu các bạn không xi chì thì các bạn hàn nó không có dính đâu nha. Rồi bây giờ mình sẽ đấu song song nha các bạn. Đấu song song có nghĩa là cộng qua cộng, trừ qua trừ đó các bạn nha. Các bạn đấu cộng qua cộng, trừ qua trừ thì ampe nó tăng gấp đôi nha các bạn. Volt nó vẫn là 7,4 V ha. Còn nếu các bạn đấu ngược cộng qua trừ thì ampe nó không có tăng nha các bạn, nhưng mà volt nó sẽ tăng gấp đôi, nó thành 10 mười mấy volt, nó là sẽ hư cái IC trong cái loa nha các bạn. Rồi mình đã đấu song song xong rồi nè các bạn ha. Mình dùng băng keo mình quấn để cho hai dây này nó không có chạm nhau các bạn ha. Rồi mình đo điện nè, vẫn là 7,4 V các bạn. Vậy là ok rồi các bạn ha. Cục pin này mình dán keo cho nằm ngay dưới nha các bạn. Còn ngay chỗ giữa hai cục pin nó có một cái vách ngăn nè các bạn. Mình đã khoét cái lỗ mình đã cho nó xuống ha. Đó, cái vách ngăn này cái dây điện nó phải nằm âm xuống các bạn. Đó, mình khoét cái lỗ mình cho dây nó ấm dưới rồi mình dán tiết keo cho nó cố định lại các bạn ha. Còn cái đầu cáp cắm pin vào thì vẫn cắm bình thường nha các bạn. Rồi bây giờ mình bật công tắc xem thế nào các bạn ha. Bluetooth mode. Rồi như vậy là ok rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp vào mình thử nha các bạn. Bluetooth mode. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.